là giám đốc hợp tác xã vịt bò Minh Hương, chị Nông Thị Lịch, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã liên kết bà con nông dân cùng giúp đỡ lẫn nhau trong chăn nuôi, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm vịt đặc sản của địa phương. Để đảm bảo chất lượng khác biệt so với những giống vịt khác, chị Lịch cùng các thành viên trong hợp tác xã chú trọng việc phát triển chăn nuôi vịt an toàn. Hầu hết thức ăn cho vịt là cám ngô, cỏ cây, thực hiện tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Do chăn thả trên dòng suối Cham Chu, nguồn thức ăn tự nhiên cộng với nguồn gen bản địa quý hiếm nên vịt bò Minh Hương luôn cho chất lượng thịt thơm ngon và được giá. Khi con vịt được công nhận được chuẩn OCOP thì các thành viên và hợp tác xã chúng tôi cũng rất là phấn khởi vì là sẽ được nhiều người biết đến hơn và con vịt cũng sẽ được ra thị trường trong nước. Nuôi con vịt này thì nó hiệu quả kinh tế rất là tốt để nâng cao đời sống cho các thành viên và tăng thu nhập cho các thành viên của hợp tác xã. Hiện nay tổng đàn vịt bò Minh Hương của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là khoảng 80.000 con, phát triển tập trung ở 7 xã, riêng tại xã Minh Hương và xã Bình Sa đạt trên 45.000 con. Gắn bó với việc chăn nuôi giống vịt đặc sản nhiều năm nay, anh Triệu Văn Hòa cùng các hộ dân khác tuân thủ theo quy trình chăn nuôi an toàn, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Do đó, từ thức ăn, nguồn nước đến quy trình chăm sóc, phòng bệnh là những yếu tố quan trọng luôn được anh Hòa quan tâm. Có chỗ chăn thả này, thả ra tự nhiên, con vịt nó sẽ thơm ngon hơn. Chăn nuôi theo cái vịt gáp thì mình cứ phải tuân thủ đúng theo của nó là chăn thả được. Thức ăn mình là nguồn tự nhiên của mình phần ngô này, gạo này, cám ngô của mình. Vịt bò Minh Hương đã và đang trở thành sản phẩm được nhiều người tiêu dùng biết đến, mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người nông dân. Trong thời gian tới ở đối với xã thì tiếp tục phối hợp với các cơ quan cấp trên, đặc biệt là hướng tới và về phát triển về theo chỉnh lý địa lý đối với vịt bò Minh Hương để đảm bảo và nâng cao hơn và được quan tâm và đối với đàn vịt có cái đặc thù riêng. Dù bước đầu đã có danh tiếng, nhưng để nâng tầm thương hiệu vịt bò Minh Hương vẫn còn nhiều việc phải làm. Việc liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, tự phát, dẫn đến công tác thú y phòng bệnh chưa được chú trọng. Chính quyền huyện Hàm Yên và các sở ngành liên quan của tỉnh Tuyên Quang cũng thực hiện các thủ tục để công nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm vịt bò Minh Hương.